vào gặp ông Phan Thanh Hải, làm trưởng ban tiếp dân của thanh tra chính phủ. Đó thì trong cái buổi gặp ông Hải hôm nay, thì ông Hải cho biết rằng là sau cái hôm vừa qua mình đến vào ngày 20 tháng 10. Vào ngày 20 tháng 10 thì thanh tra chính phủ là tiếp tục là lập một cái báo cáo gửi lên đến chính phủ, tức là sau đúng một tuần nhé cả nhà nhé. Đó. Thì cho nói nốt nhé cả nhà nhé. Thì nói nhanh anh Phương ơi. Ông Hải cho biết rằng là thủ tướng có văn bản từ đầu tháng 10, từ ngày 10 tháng 10 nhá, giao cho các bộ. Đó. Và thủ tướng đã chỉ đạo cho các bộ ngành là vào giải quyết vụ việc nước nội. Đó. Thì ngày hôm nay ông Hải ông đã điện cho ông Nguyễn Văn Hạnh. Ông Nguyễn Văn Hạnh là phó tổng thanh tra chính phủ. Và ông ấy gọi điện cho, tiếp tục là ông ấy gọi điện cho thư ký của ông Lợi là cục 1. Cục trưởng cục 1 nhé cả nhà nhá. Nghĩa là thông tin ngày hôm nay là ông cho biết như thế. Và ông nói rằng là ngoài riêng chúng ta lại tiếp tục đến. Thì cũng sắp Tết đến nơi rồi. Thì chúng ta sẽ đi ngày mai chúng ta về nghỉ ngơi để nhà nào có đào thì bán, có rau cỏ thì bán nốt để chúng ta ăn Tết, nghỉ ăn Tết. Đó thì còn như hôm nay là ông Hải ông có điện cho hai cơ quan. Thì chúng ta tiếp tục là chúng ta một mặt chúng ta chờ đợi các kết quả của họ. Một mặt là chúng ta cũng không ngừng nghỉ đấu tranh. Cho dù chúng ta những ngày ở Tết thì chúng ta vẫn tiếp tục là chúng ta sử dụng truyền thông, chúng ta đưa lên các cái tội ác đang diễn ra ở dung nội để đưa lên trên quốc tế. Đó, đưa lên cho dư luận công chúng trong và ngoài nước biết cái sự việc ở dung nội. Đó thì chúng ta thì ngày hôm nay thì như ông Hải ông nói như thế là chúng ta tiếp tục là phải của các bộ ngành đang tiếp tục lập báo cáo đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thì chúng ta cứ tiếp tục đợi thôi. Còn bây giờ là ngày hôm nay làm việc cũng đã kết thúc. Đó thì bà con ta biểu đạt ý kiến một chút. Thì chúng ta là cất lên cái tiếng nói phản đối cấp đất. Tiếp tục là một mặt chúng ta đợi những cái họ giải phương án giải quyết của họ. Còn một mặt chúng ta cũng kiên quyết đấu tranh đến cùng. Đó thì cũng thông báo với cả nhà thế. Với lại thông báo với cả nhà là ngày 19 tháng 1 là ngày tưởng niệm các tử sĩ, 74 tử sĩ đã hy sinh ở biển Trường Sa. Thì ngày 19 tháng 1 chúng ta sẽ tập trung ở tại tượng đài Lý Thế Tổ vào lúc 9 giờ. Tất cả bà con chúng ta hôm đó đi nhá. Vâng. Phản đối quan chức cấp đất của dân. Phản đối quan chức cấp đất của dân. Phản đối cấp đất. Phản đối cấp đất. Phản đối cơ đất. Phản đối. Phản đối quan chức cơ đất của dân. Phản đối. Phản đối quan chức cơ đất của dân. Phản đối. Phản đối quan chức cộng sản cơ đất của dân. Phản đối. Phản đối tòa án bỏ tù oan sai người dân. Phản đối. Phản đối tòa án bỏ tù oan sai người dân. Phản đối. Phản đối công an đánh dân. Phản đối. Phản đối công an đánh dân. Phản đối. Phản đối công an đánh dân. Phản đối. Đá đảo đồng tài. Phản đối. Đá đảo đồng tai cộng sản. Đá đảo đồng tai cộng sản. Đá đảo đồng tai cộng sản. Tự do cho Nguyễn Văn Chưởng. Tự do cho Hồ Chí Hải. Tự do cho Hồ Chí Hải. Tự do cho Nguyễn Văn Chưởng. Phản đối tòa án bỏ tù oan sai người dân. Đá đảo cộng sản. Đá đảo cộng sản cướp đất của dân. Đá đảo cộng sản cướp đất của dân. Phản đối cướp đất. Phản đối cướp đất. Phản đối. 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 Phản đối quan chức cộng sản cướp đất của dân. Phản đối. Phản đối quan chức cộng sản cướp đất của dân. Phản đối. Phản đối cướp đất. Đâu vô.
cộng sản độc tài của anh chị. Cao đạo. Bá đạo cộng sản độc tài. Cao đạo. Phản đối con chức cộng sản cơ đốc của dân. Cao đạo. Bá đạo cộng sản cơ đốc của dân. Cao đạo. Bá đạo công an nhân dân. Cao đạo. Tự do cho người Duy Hải. Cộng sản. Tự do cho người Văn Chưởng. Cộng sản. Tự do cho người Thiệu. Cộng sản. Phản đối tòa án bỏ tù và sai người dân. Phản đối. Phản đối tòa án bỏ tù và sai người dân. Phản đối. Tôi không đặt cái hàng nó tàn hết kiểu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.